Land of free, land of you, land of me. The whole world is watching you every step. Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của Đài BTN. Thưa quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Springfield, tiểu bang Massachusetts. Và hôm nay chúng tôi rất may mắn được tiếp chuyện cùng với các bạn trẻ đến từ Hồng Kông. Kính thưa quý vị, quý vị cũng đã biết cuộc biểu tình tại Hồng Kông đã lên đến 150 ngày và nó vẫn tiếp tục xảy ra. Những người bạn trẻ Hồng Kông nghĩ gì về cuộc biểu tình này và nhất là những người bạn trẻ sống ở hải ngoại như là ở Mỹ hiện nay. Thì hôm nay chúng tôi rất may mắn được tiếp chuyện cùng với bạn trẻ Donna Yung đến từ Hồng Kông. Cuộc biểu tình tại Hồng Kông đã diễn ra hơn 150 ngày và đây là cuộc biểu tình lớn thứ hai tại Hồng Kông phát động bởi nhóm trẻ Hồng Kông với mong muốn được thật sự sống trong tự do và dân chủ. Và lần đầu tiên thì cô có thể chia sẻ một ít về mình. Xin chào, tôi tên là Donna. Tôi sinh ra và lớn lên uh, tại Hồng Kông. Tôi định cư tại Hoa Kỳ vào năm 2009. Thì mỗi năm tôi đều về Hồng Kông và trong 3 năm nay tôi làm việc tại một nơi rất gần Hồng Kông. Cho nên mỗi 2 tháng thì tôi trở lại Hồng Kông. Và tháng 8 vừa qua tôi đã có mặt tại Hồng Kông so so will... trong lúc I will... I will... cuộc biểu tình đang trong thời kỳ rất là cao điểm. So at last uh, at August I also at Hong Kong. You went back in à, tháng 8, cô có mặt tại Hồng Kông. Cô đã thấy những gì trong cuộc biểu tình mà hàng triệu người dân Hồng Kông xuống đường, lên tiếng nói đòi lại sự tự do và dân chủ, và đặc biệt là yêu cầu chính quyền Hồng Kông phải bãi bỏ dự luật chẳng độ. Hồng <laughs> ban đầu thì người dân hồng kông không biết gì về dự luật này vì chính quyền hồng kông muốn âm thầm thông qua mà không cho dân biết thì một số bạn trẻ đã tìm hiểu được vấn đề này trong dự luật và đã bắt đầu cuộc tranh đấu chúng tôi bắt đầu phong trào bằng một nhóm rất nhỏ nhưng chính phủ hồng kông không lắng nghe chúng tôi sau đó thì cuộc biểu tình lớn rộng hơn nổ ra và cảnh sát bắt đầu dùng bạo lực hà hiếp chúng tôi bắn đạn hơi cay vào chúng tôi chúng tôi rất điềm tĩnh và ôn hòa nhưng mỗi khi cảnh sát dùng bạo lực thì người dân càng chiến đấu mạnh mẽ hơn Năm 2014 là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh sát dùng đạn hơi cay bắn vào dân Hồng Kông. Khi tôi nhìn thấy việc này, tôi cảm thấy rất tồi tệ. Lần này cũng như vậy, nhưng sự bạo lực càng tồi tệ hơn. And time, And it worse and worse. Năm 1997, khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Cộng, bạn có thể cho biết sự khác biệt trước và sau năm 1997. Tôi nghĩ rằng là lúc đó bạn đã đủ lớn để biết. có người tin rằng Hồng Kông đang có tự do và dân chủ. Vậy thì tại sao bạn phải tranh đấu? Have to fight for the freedom, but people believe that Hong Kong have the freedom and the, A and and the democracy that that is supposed to have, uh, what do you think the difference is? Because after nineteen ninety seven, the. Um, bởi vì sau năm 1997 thì chính phủ Hồng Kông tiếp tục thay đổi luật Hồng Kông một cách âm thầm và lần này họ cố ý âm thầm thông qua luật dự luật dẫn độ. Họ thật sự đã giảm lên chân của người dân Hồng Kông vì họ muốn giam giữ và dẫn độ dân Hồng Kông qua Trung Cộng mà không thông qua bộ tư pháp tại Hồng Kông. Đây là một điều mà chúng tôi không thể chấp nhận. Người dân Hồng Kông phải được xét xử thông qua tòa án Hồng Kông, và nếu trong trường hợp họ có tội thì chính quyền Trung Cộng có thể yêu cầu dẫn độ. Now, uh, some theo thông tin đại chúng, một số ít cho rằng Kong dân Hồng Kông là những know, người bạo loạn, họ đang hủy hoại Hồng Kông chứ không phải tranh đấu cho tự do dân chủ. Cô nghĩ sao về các nguồn dư luận như thế này? Tôi thật sự không nghĩ rằng người dân Hồng Kông đang hủy hoại Hồng Kông. Ban đầu, mọi người biểu tình một cách ôn hòa và trầm lặng. Họ có thể lớn tiếng để kêu gọi mọi người cùng tham gia, tôi đã chứng kiến các cuộc biểu tình trên đoạn đường gần nhà tôi mọi người biểu tình rất ôn hòa cho đến khi cảnh sát đến và bắt đầu xô đẩy người biểu tình và sau đó thì dùng hơi cay bắn vào người biểu tình tạo ra hỗn loạn và làm cho người dân giận dữ lý do dẫn đến các vụ đụng độ hiện nay là do cảnh sát dùng bạo lực với người biểu tình trước và cũng có những trường hợp cảnh sát giả dạng người biểu tình phá hoại tài sản công cộng xô đẩy nhóm trẻ tham gia và sau đó là bắt họ to try to destroy the thing and make the young the young people follow them, then they can arrest them. Now, tell me what, what Cô kind of có thể cho biết dân Hồng Kông muốn gì từ cái cuộc biểu tình này? Um, Nếu không đạt được những mục tiêu mà họ mong muốn, thì cuộc biểu tình theo cô nghĩ sẽ tiếp tục xảy ra hay không? Và những mục tiêu gì mà dân Hồng Kông đang đòi hỏi từ chính quyền? Yes, I'm sure Hong Kong people will keep protest until the government reply Tôi tin rằng người dân Hồng Kông sẽ tiếp tục biểu tình cho tới khi nào chính quyền Hồng Kông đáp ứng lại nguyện vọng của người dân. Và đó là năm yêu cầu chính bao gồm rút lại hoàn toàn dự luật, dẫn độ, điều tra các nhân viên cảnh sát, thả và miễn trừ những người biểu tình bị bắt giữ, quyền phổ thông đầu phiếu cho hội đồng lập pháp và bầu lại đặc khu trưởng Hồng Kông. Và cuối cùng là đặc khu trưởng Carrie Lam phải từ chức. Proclamation of the were à, nếu có một lời nào muốn chia sẻ với thế giới và đặc biệt là với cộng đồng người Việt ở khắp nơi, cô chia sẻ điều gì? Hãy sát cánh với người Hồng Kông và ủng hộ người, người, người Hồng Kông. Chuyên giang từng thực cho đại B10 từ thành phố Springfield, tiểu bang Massachusetts. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thank you very much. Thank you.